Đấy, nó chạy rồi đấy. Mình vẫn để ở chế độ máy bay, chờ xem chạy sẽ như thế nào nhé. Rồi, ok. Encourage you to watch and play with this getting started project video to learn some of the most important concepts of using the editor. If you want more in-depth tutorials that will walk you through the entire process of recording, editing, and sharing your videos, then please watch the getting started tutorials using this link under the help menu. Đã correct thành công rồi đấy. The editor nếu is như divided các bạn up chưa into correct three thành công main ở đây nó sẽ có cái mục đấy là yêu cầu bạn nhập mã cây. Resize and reposition all media however you want. The timeline is where you assemble and edit your video. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. Sẽ bấm cà rốt. Có vấn đề xảy ra ở đấy mọi người ạ.
Đây là các hiệu ứng này, đây là phần âm thanh này, đây là phần phóng to thu nhỏ, còn đây là mình viết. Sẽ thử làm cái video nha. Nên được phần mềm này hay á, phần mềm này hay hơn phần mềm Mova Marker, nhưng chỉ duy nhất là nó có một cái nhược điểm đấy là mã quy.
mọi người để ý các đường viền đã thay đổi màu vàng nữa ấy. Hiện tại là mình đang cùng một lúc sử dụng FS Capture và phần mềm Camta Studio để quay màn hình, cả hai cái cùng quay một lúc. Ban nãy bảo F10 à?